Xin chào quý vị khán giả của kênh FPT Bóng Đá Việt. Các bạn biết không, chúng tôi đang đứng ở một nơi rất đẹp, đó chính là khách sạn nơi chúng tôi ở. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ có một hành trình, đó là di chuyển tới khách sạn Four Points by Sheraton, nơi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam đang sinh hoạt, ăn ở và đóng quân tại đó. Ngày hôm qua chúng tôi đã quay rất là nhiều khách sạn Four Points by Sheraton, nhưng lại là một khách sạn khác, thưa quý vị. Vâng, rất là mệt mỏi trong cả một ngày, chúng tôi đã sử dụng rất nhiều hình ảnh trên đại lộ Said Road với hình ảnh rất là đẹp, nhưng cuối cùng hai khách sạn tên trùng nhau và chúng tôi đã thực sự là fail. Nhưng hôm nay thì chúng tôi sẽ quyết định phải làm lại clip này thôi. Thì chúng tôi xuất phát từ khách sạn và sẽ di chuyển đến địa điểm ở khách sạn của tuyển Việt Nam. Nào, bây giờ các bạn hãy theo chân tôi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến vị trí khách sạn của đội tuyển Việt Nam đang đóng quân. Và với khách sạn chỉ như chúng tôi giới thiệu, chỉ cách nhà có 2 km thôi. Và trên đường đi thực sự là ở đây là Sharjah nhé. Sharjah thì rất là khác Dubai ở chỗ là không có những tòa nhà chọc trời, nhưng lại có nhiều những công trình rất là đẹp như thế này. Vâng, các bạn ơi, cuối cùng tôi đã đến đây rồi. Và đây Four Points by Sheraton, nơi mà đội tuyển Việt Nam đang đóng quân. À, các bạn thấy không? Tôi nghĩ rằng đây là cơ sở 2 của khách sạn Four Points by Sheraton. Nhưng ở khách sạn trước là ở Dubai, còn khách sạn này là ở Sharjah, tức là cơ sở 2. Và có thể là chúng ta đến Abu Dhabi cũng có một Four Points by Sheraton chẳng hạn. Nhưng mà kinh nghiệm của tôi là khi mà các bạn xuất cái địa điểm để mà đi du lịch ở Dubai hay là ở các tỉnh quận nhất, thì nó sẽ ra ngay khách sạn đầu tiên là khách sạn tại Dubai, rồi mới đến các khách sạn khác. Đó là lý do mà anh em phóng viên chúng tôi đã bị nhầm. Quan sát khách sạn này thì chúng ta thấy đây là một khách sạn 4 sao, tương đối là thân thiện và khá là cao tầng, tương đối là riêng tư. Lúc này thì tôi không biết rằng là mình có được vào trong không nữa, nhưng mà hay là chúng ta cứ thử vào trong. Four Points by Sheraton là một khách sạn 4 sao nằm ở trung tâm thành phố Sharjah, thuộc tiểu vương quốc Sharjah. Từ sân bay Dubai, đội tuyển Việt Nam di chuyển hơn 15 km để đến khách sạn này. Đội tuyển Việt Nam thực hiện chế độ bong bóng khép kín tại tầng 9 của khách sạn. Các cầu thủ bị cấm tuyệt đối tiếp xúc với người bên ngoài, không được đón khách tới thăm và chỉ được rời khách sạn để tới sân tập hay địa điểm thi đấu. Trong bữa ăn, các cầu thủ được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn, không được dùng chung dao dĩa cũng như các vật dụng khác. Tầng 1 của khách sạn có một quầy bánh ngọt và nhiều đồ ăn. Tuy nhiên, các cầu thủ được khuyến cáo không ăn uống tại đây để hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Bữa tiệc sinh nhật của trung vệ Bùi Tiến Dũng hôm qua cũng được tổ chức gọn nhẹ tại phòng ăn riêng của đội. Bữa tiệc diễn ra trong không khí đầm ấm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tự tay viết lời chúc Happy Birthday Tiến Dũng lên một chiếc khăn trắng rồi chế thành mũ đội lên đầu học trò. Ông khoe với cả đội: "Cái này tôi viết đấy, ok không?" Huấn luyện viên Park thậm chí nhắc khéo các cầu thủ tặng quà cho Bùi Tiến Dũng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: "Hôm nay sinh nhật Dũng, các bạn chuẩn bị quà rồi phải không?" Toàn bộ thành viên đội tuyển sau đó đồng loạt vỗ tay và hát mừng sinh nhật trung vệ gốc Hà Tĩnh. Sau khi thổi nến, Tiến Dũng cho biết anh rất xúc động và cảm ơn tình cảm của toàn đội. Trung vệ sinh năm 1995 mong muốn đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt trong trận gặp Trung Quốc cũng như Oman sắp tới. Anh ấy cũng nói rằng là khách sạn thì luôn luôn có những thông tin, mà có lẽ là đường nói Việt Nam thì cũng đã làm việc trước với khách sạn về cái việc này. Thì họ sẽ phải hỏi ý kiến để xem chúng ta có thể đi được một vòng xung quanh đây không. Các bạn thân mến, bây giờ chúng tôi phải di chuyển ra ngoài thôi, vì chúng tôi chỉ đưa những mặt hình ảnh ở bên trong khu vực tầng 1 thôi. Còn nếu mà chúng ta không thể tiếp cận được phía trên được, bởi vì lúc này đội tuyển vẫn đang trong bóng bóng khép kín và tất cả mọi hoạt động đều diễn ra một cách khép kín, nên sẽ không gặp bất kỳ một người báo đài nào khác có thể tiếp cận khu vực này, nên chúng ta có thể xem qua một chút thôi về hình ảnh của khách sạn mà đội tuyển chúng ta ở. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.